TV256 xin mến chào quý vị khán giả. Hôm nay thì TV256 muốn có đôi điều với ông Nguyễn Phú Trọng. Trên màn ảnh quý anh chị em thấy là bữa nay đó dân ngoan kéo biểu tình tại trụ sở của ông Nguyễn Phú Trọng. Nói thiệt thì qua những cái đoạn video clip này đó, hàng trăm dân ngoan chứ không phải là ít. Mà TV256 không biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng ổng có thấy những hình ảnh này không? Ổng không biết ổng có bức xúc gì không? Mà cái tình trạng dân oan đó nó đã kéo dài từ mấy chục năm trước rồi. Nó kéo dài từ lúc mà còn gọi là vườn hoa Mai Xuân Thưởng mấy chục năm. Thì TV biết rằng là đến hôm nay thì nó lên tới cả hàng triệu cái người dân oan như vậy. Tại sao cái đất nước xảy ra cái mãi mãi như vậy hoài? Làm sao mà chịu nổi? Cá nhân TV256 cũng không chịu nổi. Mình thấy cái sự đau khổ của người dân oan, mình chịu không nổi luôn đó. Mà bắt buộc mình phải lên tiếng thôi. Mà lên tiếng là phải lên tiếng với cái người mà cầm đầu, là cái người đó là cái trách nhiệm là quá lớn luôn, vừa là chủ tịch nước vừa là tổng bí thư, mà tại sao không để ý đến những tình trạng mà đau khổ của dân oan như thế này? Họ phẫn nộ và họ không còn con đường để lựa chọn nữa. Rồi họ phải lột đồ, cởi truồng. Mà không biết những sự việc này xảy ra như thế này nó có đến tai ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Thành ra TV nó, cái tựa đề của TV là có đôi lời với ông Nguyễn Phú Trọng. Và TV muốn gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng. Ông phải giải tán Đảng Cộng sản, nói thẳng ra là như vậy. Ông phải giải tán Đảng Cộng sản. Các ông đã bắt đầu từ năm 1986 rồi, gọi là đổi mới 86, 87 gì đó. Đổi mới kinh tế, trở thành một nền kinh tế thị trường, kinh tế tư bản đi, nói chứ y như vậy đi. Rồi các ông cũng đổi mới như thế nào đó mà không còn gọi là vô sản chuyên chính nữa. Tất cả các ông đang cầm quyền đều là giàu có, rất là giàu có. Thì TV nhận xét thấy là các ông đã vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác rồi, phải không? Các ông đã vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản và sọt rác rồi, các ông không còn vô sản chuyên chính nữa, các không không còn một nền kinh tế tập trung công nông trường nữa, hợp tác xã các ông đã hủy bỏ hết rồi, các không không còn là những tên cộng sản nữa, nói thẳng ra là như vậy. Các ông đâu có còn là một tên cộng sản đâu. Ông nào ông nấy là thắt cà vạt rồi uống rượu sang rồi chân mang giày rồi bận áo vest. Các ông trở thành những nhà tư bản đỏ rồi, mà TV256 gọi là tư mà bản máu á. Tư bản máu là sống trên cái xương máu của người dân, nói thẳng như vậy. Đến giờ phút này rồi,
từ năm 1986 mà cho đến đến hôm nay thì đã 34 năm rồi thưa ông Nguyễn Phú Trọng. 34 năm rồi các ông vẫn giữ cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là điều sai quấy. Nó không có chính danh. Tại vì các ông đã chôn rồi. Qua cái hình mà TV cho quý anh chị em thấy đó, đó cái hòm đây nè. Cái hòm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị chôn rồi. Chủ nghĩa cộng sản đã bị chôn rồi. Mà tại sao cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại như vậy? Các ông không có chính danh. Người dân đó, giống như TV256 có gọi thẳng các ông đó là những tên treo đầu dê bán thịt chó. Các ông là những tên treo đầu dê bán thịt chó. Các ông là những tên vô liêm sỉ. Thành ra đó, hôm nay đó, nếu mà các ông không từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản thì TV256 thẳng thắn gọi cái tên của ông là những tên vô liêm sỉ. Những tên nào còn nằm trong Đảng Cộng sản là những tên vô liêm sỉ. Và ông Nguyễn Phú Trọng, TV phải gọi thẳng là ông là thằng vô liêm sỉ, nói đúng hơn. Thằng vô liêm sỉ. Tại vì các ông không còn cộng sản nữa mà các ông vẫn tiếp tục lấy cái tên cộng sản thì các ông là những tên treo đầu dê bán thịt chó, phải không? Các ông treo đầu dê bán thịt chó thì TV256 và toàn dân có quyền gọi các ông là những tên vô liêm sỉ. 34 năm rồi mà vẫn chưa chịu dứt bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ông phải tự giải tán cái Đảng Cộng sản đó đi để mang lại cái hạnh phúc cho toàn dân. Không thể tiếp tục cái con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam hoài được. Người dân người ta đã chửi các ông rồi là phường vô liêm sỉ là từ năm 1986 rồi. Khi mà các ông không có thay đổi cái tên Đảng Cộng sản. Các ông chịu vứt bỏ cái nền kinh tế tập trung công nông trường. Các ông chịu vứt bỏ cái nền vô vô sản chuyên chính. Thì ngày hôm nay các ông phải dứt khoát, phải đủ can đảm vứt bỏ cái Đảng Cộng sản, cái tên Đảng Cộng sản. Còn các ông muốn đặt tên gì đó là đặt. Cái vấn đề đây là TV256 muốn nói là các ông phải chính danh. Các ông còn cái nền tảng cộng sản thì các ông hãy dùng nó. Còn cái nền tảng của cộng sản các ông đã xóa bỏ rồi. Các ông đã chôn vùi rồi. Tại sao các ông vẫn tiếp tục? Tại sao các ông vẫn tiếp tục rồi là hành xử như vậy? 34 năm trời các ông vẫn tiếp tục. Giờ này còn định hướng xã hội chủ nghĩa gì nữa? Cái định hướng xã hội chủ nghĩa là nó đi ngược lại hoàn toàn với cái nền kinh tế thị trường. Làm sao mà định hướng xã hội chủ nghĩa gì nữa? Toàn là những màn bịp dân không à. Thấy mà tình trạng mà dân oan đó biểu tình mỗi ngày và mỗi ngày càng lớn mạnh. TV256 nói thẳng các ông phải từ bỏ cái Đảng Cộng sản đi, xóa tên cái Đảng Cộng sản đi để mang lại hạnh phúc cho người dân. Biết bao nhiêu quốc gia người ta đã từ bỏ cái chế độ cộng sản rồi. Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô người ta đã bỏ rồi, bỏ từ lâu rồi. Mà các ông vẫn tiếp tục cái Đảng Cộng sản như vậy. Thành ra người ta nói không sai đâu, người dân nói không sai đâu. Các ông là những tên treo đầu dê bán thịt chó. Người ta nói thẳng, người ta có thể chỉ vào mặt các ông cộng sản, người ta nói là đây là những cái thằng vô liêm sỉ. Nó còn trong đảng đó thì nó là vô liêm sỉ rồi.
nó là những tên treo đầu dê bán thịt chó rồi. Đó. Mình đã từ bỏ cái vô sản chuyên chính, mình đã từ bỏ cái nền kinh tế công nông trường, từ bỏ cái nền kinh tế tập trung công nông trường, hợp tác xã mình cũng bỏ luôn. Mà đó là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản. Mà các ông đã bỏ cái nền tảng đó đi rồi, các ông phải thay đổi cái tên Đảng Cộng sản. Tại sao các ông không đặt tên Đảng Cộng sản là Đảng Lao động trở lại cũng được, thì nó chính danh. Hoặc là một cái tên gì mà Đảng Dân chủ hoặc Đảng gì đó thì nó chính danh hơn. Tại sao chứ các ông vẫn tiếp tục sử dụng cái tên Đảng Cộng sản, mà cái Đảng Cộng sản đó các ông không còn làm cái tên nào là cộng sản nữa đó. Các ông toàn là những tên mà giàu có, những tên nào mà theo Đảng Cộng sản bây giờ làm giàu trên xương máu của người dân, mà giàu khủng khiếp luôn á. Các ông đâu còn vô sản chuyên chính nữa đâu, các ông hoàn toàn không phải là vô sản chuyên chính nữa, coi như các ông đã vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản rồi đó. Cái tấm hình ở trên màn ảnh các ông đã thấy đó. Người dân đã chôn vùi cái chủ nghĩa cộng sản rồi, hoàn toàn không còn cộng sản nữa, thì các ông phải hành xử là một con người gọi là ngay thẳng liêm chính chứ. Tại sao các ông vẫn còn tiếp tục cái tên Đảng Cộng sản như vậy để người dân nguyền rủa các ông? Các ông phải thay đổi, đừng có để người dân chỉ thẳng vào mặt của các ông và nói là đây là những tên cộng sản vô liêm sỉ. Nó không còn cộng sản nữa, nó không còn là cái bản chất của cộng sản nữa, mà nó vẫn tiếp tục dùng cái tên cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái tên đó các ông phải đủ can đảm vứt bỏ nó đi. Đó là những đôi điều mà TV256 muốn nói với các ông. Nói trực tiếp, nói với ông Nguyễn Phú Trọng. Tại vì ông vừa là chủ tịch nước, ông vừa là tổng bí thư Đảng Cộng sản. Giải tán Đảng Cộng sản đi ông Nguyễn Phú Trọng, người dân còn có thể là thương mến các ông. Đừng có để người dân gọi các ông là những thằng vô liêm sỉ, giống như TV256 đang gọi Nguyễn Phú Trọng, mày là một thằng vô liêm sỉ đấy Nguyễn Phú Trọng. Các ông đã vô liêm sỉ rồi, không thể gọi là ông được, mà phải gọi là thằng. Thằng Nguyễn Phú Trọng vô liêm sỉ. Nó không còn là cộng sản nữa, mà tại sao nó vẫn lấy cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam? Nền tảng của chủ nghĩa cộng sản nó đã chôn vùi từ mấy chục năm rồi, 34 năm nay rồi. Nếu mà tính cái ngày đổi mới là ngày một năm 1986, các ông đã chôn ba mươi mấy năm rồi, phải đủ can đảm chôn thêm một lần nữa, chôn cái tên đảng cho tôi. Đừng có làm khổ dân nữa, dân oan khắp nơi. Nhớ nhé ông Nguyễn Phú Trọng, mong rằng cái clip này được đến đến cái lỗ tai của ông. Đại hội 13 gì nữa, giải tán đi, giải tán cái Đảng Cộng sản đi, rồi mấy ông muốn đổi tên cái gì cũng được, chứ không cần phải lật đổ các ông. Đâu có thế lực nào lật đổ các ông được đâu, hoàn toàn không một thế lực nào đặt đổ các ông. Các ông hãy đặt đủ can đảm để mà xóa sổ cái tên Đảng Cộng sản, đó là niềm hạnh phúc của người dân rồi. Đừng có làm cái kiểu mà treo đầu dê bán thịt chó. Đất nước không thể nào phát triển, đất nước không thể nào phát triển mà với những tên mà treo đầu dê bán thịt chó mà cầm quyền như vậy được, vô phương. Các ông phải thay đổi. Đây là lời nói sau cùng của TV256, nói rằng các ông phải thay đổi, xóa bỏ cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đã đến lúc rồi, đừng có để mưa đại hội 13 vậy. Các ông đại hội 13, các ông đổi thành một cái đảng mới đi, thì các ông tiếp tục còn các ông mà để mà người dân mà khinh rẻ các ông, nói là các ông là những thằng vô liêm sỉ, những thằng treo đầu dê bán thịt chó là vô liêm sỉ rồi. Mình không còn cộng sản thì mình phải dứt khoát thôi. TV xin chào quý anh chị em. TV cũng muốn kết thúc cái video này, nhiều nhiều đây nói cũng đủ rồi. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe.